nổ gần văn phòng lãnh đạo ly khai Ukraine. Hai quả đạn pháo phát nổ ở trung tâm Donetsk gồm một quả gần văn phòng ông Denis Puchilin, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk, DPA tự xưng. Video được đăng trên mạng xã hội hôm nay cho thấy những đám khói bốc lên từ hiện trường vụ nổ cạnh tòa nhà đặt văn phòng của ông Puchilin. Các nhân chứng cho biết hai quả đạn pháo phát nổ trong thành phố, trong đó có một quả trúng tầng cao nhất của tòa nhà dân cư. Theo thông tin sơ bộ, không có người bị thương trong vụ nổ. Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh lực lượng vũ trang Ukraine đang tăng cường các cuộc tấn công vào lãnh thổ Libya. Trong những ngày gần đây, Donetsk được cho là liên tục bị quân đội Ukraine pháo kích, bao gồm cả việc sử dụng pháo do phương Tây cung cấp. Giới chức Donetsk cho hay, bốn người đã không qua khỏi và sáu người bị thương do các cuộc pháo kích của lực lượng Ukraine. Kiev chưa bình luận về thông tin này. Khi chiến sự Ukraine bước sang ngày thứ 107, Nga để mạnh tấn công nhằm khép vòng vây ở khu vực rộng lớn ở Donbass, gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk. Giới chuyên gia cho rằng Nga muốn nhanh chóng kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass trước khi vũ khí hạng nặng của phương Tây được chuyển tới cho lực lượng Ukraine ở tiền tuyến. Ông Putin nói các nước trừng phạt Nga đang bị gậy ông đập lưng ông. Phát biểu hôm 9 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ ra những hậu quả về kinh tế, ở các quốc gia áp đặt lệnh trừng phạt lên Moscow. Nếu ai đó muốn kiềm hãm chúng ta ở một khía cạnh nào đó, thì cuối cùng họ sẽ tự kiềm hãm chính mình. Ông Putin nói khi gặp một nhóm doanh nhân, kỹ sư và nhà khoa học trẻ ở Moscow. Ví dụ, họ hạn chế xuất khẩu phân bón của chúng ta nên giá phân bón đã tăng cao nhiều hơn so với trước đây. Họ cố gắng hạn chế xuất khẩu năng lượng của chúng ta và giá năng lượng của họ tăng cao ngất ngược. Họ thậm chí còn gắn tên tôi với nguyên nhân lạm phát nhưng thực tế là chúng ta hoàn toàn không liên quan gì đến điều đó phát biểu của lãnh đạo nga dường như đang ám chỉ đến việc tổng thống mỹ joe biden từng gọi tình trạng giá năng lượng tăng kỷ lục là sự tăng giá của putin mặc dù các cuộc thăm dò cho thấy hầu hết người mỹ không tin vào điều này đó là kết quả từ những sai lầm mà chính họ mắc phải ông putin nói và bây giờ họ đang cố gắng che đậy bằng cách đổ lỗi mọi thứ cho nga bình luận về việc nhiều công ty phương Tây rời khỏi Nga, ông Putin cho rằng việc họ bỏ lỡ tiềm năng to lớn ở Nga là mất mát của họ. Ông cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc này là do tình trạng nội bộ của các quốc gia, họ không thể đưa ra các quyết định một cách độc lập. Trước đó, tổng thống Putin từng nhiều lần khẳng định chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine không liên quan gì đến thảm họa kinh tế của phương Tây chính các lệnh cấm vận chống lại Nga do Mỹ và các đồng minh áp đặt đã làm gián đoạn việc cung cấp dầu mỏ, khí đốt, phân bón và thậm chí là cả ngũ cốc cho phương Tây. Lạm phát kỷ lục ở Mỹ và Liên minh châu Âu EU cũng xuất phát từ những chính sách của họ và không liên quan gì đến xung đột Ukraine, ông Putin nói trong một cuộc phỏng vấn vào tuần trước. Tướng Mỹ tiết lộ kế hoạch đào tạo lính Ukraine sử dụng HIMARS Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết Washington đã lên kế hoạch huấn luyện một trung đội Ukraine về cách sử dụng hệ thống pháo phản lực phóng loạt. Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết kế hoạch còn tùy thuộc vào khả năng sử dụng thành thạo vũ khí này của nhóm binh sĩ Ukraine đầu tiên. Theo Washington Post, động thái cho thấy nhiều vũ khí hơn có thể được gửi tới Ukraine. Việc chuyển giao thêm pháo phản lực cho Ukraine từ kho dự trữ của quân đội hoặc lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ cũng cần phải có sự chấp thuận của chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ chẳng ích gì nếu chỉ ném hệ thống vũ khí này vào cuộc giao tranh. Bạn phải được đào tạo để khai thác tối đa hiệu quả của nó như một hệ thống chính xác. Ông cho hay. Bên cạnh đó, tướng Milley cho biết chúng tôi phải bắt đầu việc này với một chương trình hợp lý và có cân nhắc. Phát biểu của ông Milley được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Biden phê duyệt việc chuyển giao bốn hệ thống tên lửa pháo binh cơ động HIMARS và anh tuyên bố gửi pháo phản lực M270 cho Ukraine. Ông Milley cho biết anh cũng có kế hoạch huấn luyện cho một trung đội Ukraine Mỹ đã chuyển cho Ukraine hàng chục lựu pháo M777. Theo tướng Milley, những vũ khí đó đã mang lại hiệu quả cao cho lực lượng Ukraine, nhưng họ cần một hệ thống pháo tầm xa hơn. Bên cạnh đó, ông Milley cho biết cả HIMARS và hệ thống pháo phản lực mà anh đang cung cấp đều đòi hỏi sự đào tạo kỹ lưỡng. Quân đội Mỹ đã phát triển một chương trình huấn luyện cấp tốc cho các binh sĩ Ukraine. Ukraine có những tay súng rất giỏi, xạ thủ rất tốt, Milley nói. Ông Putin, không bước màn sắt nào ngăn cách được nền kinh tế Nga. Tổng thống Vladimir Putin khẳng định không bước màn sắt nào có thể che phủ nền kinh tế Nga bất chấp trừng phạt của phương Tây, vì Moscow sẽ không đóng cửa với thế giới như Liên Xô. Khi được hỏi về khả năng đạt thỏa thuận với đối tác như Trung Quốc và Ấn Độ giữa lúc kinh tế Nga đóng cửa, ông Putin khẳng định nền kinh tế nước này sẽ vẫn mở. Theo Reuters, hôm 9 tháng 6, chúng ta không có nền kinh tế đóng, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ như thế. Tổng thống Putin nói với các doanh nhân trẻ trong cuộc gặp được phát sóng trên truyền hình. Bức màn sắt là thuật ngữ chỉ sự ngăn cách về mặt địa lý, biểu tượng và tư tưởng giữa phương Tây và Liên Xô cũ trong chiến tranh lạnh. Từ khi giao tranh Ukraine bùng nổ, phương Tây đã tung hàng loạt các đợt trừng phạt nhắm vào Nga với mục tiêu cắt đứt liên hệ của nền kinh tế Nga với kinh tế toàn cầu sau khi nhà đầu tư và công ty lớn của châu Âu và Mỹ rời khỏi Nga, Moscow cho biết sẽ quay lưng với phương Tây và tập trung phát triển ngành công nghiệp nội địa, cũng như phát triển quan hệ đối tác với Trung Quốc, Ấn Độ và các nước Trung Đông. Một nước Nga sẽ không thể bị quây kín, ông Putin nhấn mạnh. Tổng thống Nga còn cho rằng phương Tây muốn phá hoại nước này và các đòn trừng phạt kinh tế tương đương với lời tuyên chiến về kinh tế. Nghi phạm chính vụ chìm soái hạm Nga ở Biển Đen là tên lửa Na Theo tờ Asia Times, nghi phạm chính khiến xoáy hạm Moscow của hạm đội Biển Đen Nga có thể không phải là khí tài từ Mỹ, Ukraine hay Thổ Nhĩ Kỳ mà là một tên lửa từ Na Uy. Ngày 14 tháng 4, tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Moscow của Nga bị trúng tên lửa và sau đó bị chìm ở Biển Đen, theo tờ Asia Times. Sau đó Ukraine tuyên bố đã hạ gục tàu Moscow bằng hai tên lửa R-360 Neptune vì thủy thủ đoàn của tàu tuần dương Nga vào thời điểm đó đã bị phân tâm khi phải theo dõi một hoặc là nhiều máy bay không người lái Bayraktar. Soái hạm của hạm đội biển đen Nga, Moskov là một tàu chiến hiện đại được đóng tại thành phố Nikolai Ukraine vào năm 1979. Tuần dương hạm lớp Slava phục vụ trong hải quân Liên Xô cho đến năm 1990. Sau đó, hệ thống của nó đã được cập nhật và con tàu đã được đưa trở lại hoạt động vào năm 2000 với tư cách là soái hạm của hạm đội biển đen Nga. Moskov có một hệ thống phòng không và tên lửa tiên tiến bao gồm S-300F, SA-E6, một hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không tầm xa và OSA SDN4 một hệ thống phòng không tầm ngắn đến nay vẫn không có bằng chứng nào cho thấy là Moscow đã phóng bất kỳ tên lửa nào hoặc bắn bất kỳ khí tài nào khi nó bị tấn công khả năng Mỹ không có liên quan ngày 14 tháng 4 Moscow hoạt động cách Sevastopol khoảng 85 km vào khoảng thời gian Moscow bị tấn công một trinh sát cơ P8 Poseidon của Mỹ đang hoạt động gần xoáy hạm nga ở ngoài khơi căn cứ Sigonella đảo Sicily của ý trạm hàng không của hải quân Sigonella do hải quân Ý điều hành, nhưng nó cũng là một trung tâm hải quân lớn của Mỹ và đóng một vai trò quan trọng trong khu vực phía đông của Địa Trung Hải. Trước khi Moscow bị tấn công, P-8 đã rời Sigonella với bộ phát đáp để có thể làm nhiệm vụ theo dõi thông qua ứng dụng Fire Radar 24, một dịch vụ theo dõi các chuyến bay toàn cầu. Tuy nhiên, tại một số thời điểm ở Romania và khu vực Biển Đen, P-8 đã tắt thiết bị phát đáp trong khoảng 3 giờ. Có thông tin cho rằng, nhiệm vụ của P-8 là theo dõi Moscow. Dù P-8 có thể đã phát hiện và theo dõi Moskva cũng như là có khả năng cung cấp thông tin chính xác cao, Lầu Năm Góc nói rằng họ không cung cấp cho Ukraine thông tin về vị trí của Moskva. Ngay cả khi Lầu Năm Góc thực sự là chuyển thông tin cho Ukraine, họ sẽ không thể công khai việc này và chắc chắn rằng sẽ từ chối làm vậy để tránh đối đầu với Moskva. Cũng không phải là tên lửa Ukraine hay máy bay Thổ Nhĩ Kỳ. Hầu hết chuyên gia đồng ý rằng các hệ thống trên tàu Moskva có khả năng theo dõi và đánh chặn tên lửa hải vương tinh của Ukraine. R360 Neptune là sản phẩm do Ukraine sản xuất và nhái lại tên lửa hành trình chống hạm Kh35 Uran của Nga. Kiev rõ ràng là đã mở rộng tầm bắn và cải thiện hệ thống điện tử của tên lửa nói trên. Hệ thống có phạm vi hoạt động là 300 km và cũng được thiết kế để phóng vào đất liền tới 40 km, khiến đối phương khó xác định vị trí tên lửa được bắn ra. Kh35 được cải tiến vào năm 2015 và có cùng tầm hoạt động với tên lửa Hải Vương tinh cả hai đều được trang bị động cơ phản lực cánh quạt và có khả năng đạt tới vận tốc là Mach 1 là 1.225 km h Cả Neptune và KH-35 đều sử dụng radar chủ động gắn với tên lửa để phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu. Việc dẫn đường bằng radar chủ động có điểm yếu là một con tàu tân tiến như là Moskva có thể gây ra nhiễu radar của tên lửa và phá hủy nó bằng cách là sử dụng radar chủ động làm hoa tiêu cho tên lửa phòng không. Moskva hoàn toàn có khả năng phát hiện tên lửa Neptune và phản công nó bởi vì thời tiết ngày hôm đó không tốt. Nếu các máy bay không người lái Bayraktar được sử dụng làm thiết bị định vị để xác định vị trí của Moscow thì chắc chắn chúng đã thành công.